Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Vua Đèn LED 0979 840 890. Hôm nay mình làm clip test ánh sáng của bóng V70 lắp trên xe SH Mod 2015 đến 2020 phiên bản đèn halogen. Thì đối với các xe SH Mod mà đời bóng halogen ánh sáng màu vàng á, thì chúng ta có thể thay bằng bóng V70. Còn các cái dòng xe mà đèn LED thì không có thay bóng được. Thì các bạn sẽ gắn thêm đèn trợ sáng hoặc là giữ đèn LED theo xe để mà đi. Chúng ta không có độ được cái bóng đèn LED nha. Đây là xe SH Mod. Xe này đời 2016. Xe này 2016 cũng khá lâu rồi. 5 năm rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình test ánh sáng cho các bạn xem là ở các cung đường luôn. Đây là cung đường tối, rồi một chút nữa nó sẽ qua ra cung đường sáng có đèn cao áp cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy cho các bạn xem ha. Đây là ánh sáng thật của bóng V70 trên xe SH Mod 2015 cho đến 2020. Các bạn có thể so sánh với lại các xe hơi đi ngược chiều, thử coi cái một bóng V70 này nó sáng gấp mấy lần một cặp của đèn xe hơi. Kể cả xe hơi sử dụng đèn LED cũng không sáng bằng một bóng V70 lắp trên xe SH Mod này nha các bạn. Đây là video mình làm thật 100%. Cung đường này như các bạn thấy là có đèn cao áp ở phía trên, nó có đèn cao áp và ánh sáng phía dưới là như các bạn đang xem trên màn hình là bóng đèn V70 ánh sáng màu trắng 6.000 Kelvin. Đây, cung đường này là đèn cao áp rất là nhiều luôn, các bạn có thể thấy phía trước là đầy nghẹt đèn cao áp. Và cái bóng đèn của mình đó thì có thể nói là nó sáng gấp 3 lần ánh sáng của đèn cao áp bình thường. Đây là ánh sáng cốt 3. Đoạn đường này thì có nhiều xe máy đi ngược chiều cho nên mình không có tiện bật 3 cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bật 3. Các bạn coi cái biển hiệu ở phía trên sáng rực luôn nha các bạn, ở cái biển chỉ đường á sáng rực luôn, đèn pha rất là xa và mạnh mẽ, gần có xa có thể nói bóng V70 này là sáng vô địch trong tất cả các loại bóng mà chân H4 hiện tại bây giờ có trên thị trường, không có bóng nào có thể qua được. Đây chế độ pha thì rất là sáng ở khúc gần và cả khúc xa như các bạn xem trên các cái biển chỉ đường, và khúc gần này cũng có luôn, có cả gần lẫn xa nha các bạn. Các bạn có thể có so sánh với lại cái xe mà đi cùng chiều với mình là xe Vision sử dụng bóng đèn halogen zin theo xe thì ánh sáng của nó gần như là không thấy đường luôn nè các bạn xem. Đây, bây giờ mình mở lên. Đó.
Cái này là mình tắt đèn nha. Và bây giờ mình mở ra cho các bạn xem. Đó, đây là ánh sáng. Và phía trên đó là đèn cao áp. Đây, trực diện phía trên là đèn cao áp, còn phía dưới là cái đèn của mình. Đây, đây mình bật lên cho các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và bây giờ mình xin kết thúc video. Các bạn muốn liên hệ mua đèn V70 thì xin liên hệ với mình số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.